Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em nha. Chiều hôm nay em có một ít bình xăng con Nhật Bãi Quân Rồ nha anh em. Chiều sau này Quân Rồ Nhật Bãi ha, đó là một kim nha. Anh em thấy không? Quân Rồ một kim nha anh em. Đó, này là chưa qua xử lý, chưa qua vệ sinh gì hết ha. Này thì em bán chưa dọn ha. Anh em nào mua thì liên hệ với em. 130 ngàn một cái ha. Bên em ship từ 2 đến 3 cái đi lên nhé. Ở đây có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 cái một kim. 3 cái này của Maru nè. Đó, anh em nào lấy nhiều thì em tặng cho anh em 3 cái này luôn ha anh em. Này lẻ đỏ cũng quên rồ luôn nha. Đó. Ha. Thì xài cho Maru đều được nha anh em. Ở đây thì tổng cộng có 15 cái. Anh em nào lấy 4-5 cái thì gì đó. Thì 2-3 cái về xúc rửa, vệ sinh, bỏ vô máy chạy. Cứ liên hệ với em nha. Rồi ok. Đây là còn Đức Nhật luôn nha. Chưa qua rửa vệ sinh gì hết nha anh em. Nên nè. Rồi, anh em nào mua thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 034 434 170 để mua hàng nha. Bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem và theo dõi video ha.